Cô xin chào các bạn học sinh khối lớp 4 trường tiểu học Trung Nhất. Mời các bạn đến với tiết kể chuyện tuần 29, Đôi cánh của ngựa trắng. Các bạn chú ý lắng nghe nhé. Câu chuyện Đôi cánh của ngựa trắng. Ngày xưa có một chú ngựa trắng, trắng nõn nà như một đám mây bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Mẹ chú ta yêu chú ta nhất, lúc nào cũng dặn: "Con phải ở cạnh mẹ đây, con hãy hí to lên khi mẹ gọi nhé." Ngựa mẹ gọi con suốt ngày, tiếng ngựa non hí thật đáng yêu. Ngựa mẹ sung sướng lắm nên thích dạy con tập hí hơn là luyện cho vó con phi dẻo dai hoặc đá hậu thật mạnh mẽ. Gần nhà ngựa có anh đại bàng núi. Đó là một con chim non nhưng sải cánh đã vững vàng. Mỗi lúc nó liệng vòng, cánh không động, khẽ nghiêng bên nào là chao bên ấy, bóng cứ loáng loáng trên bãi cỏ. Ngựa trắng mê quá, cứ ước ao được bay như đại bàng. "Anh đại bàng ơi, làm thế nào để có cánh như anh?" Đại bàng cười: "Phải đi tìm, cứ quấn quẩn cạnh mẹ, biết bao giờ mới có cánh." Thế là ngựa trắng xin phép mẹ lên đường cùng đại bàng. Thoáng cái đã xa lắm, chưa thấy đôi cánh đâu, nhưng ngựa ta đã gặp bao nhiêu là cảnh lạ. Chỉ phiền là mỗi lúc trời một tối, và thấp thoáng đâu đây đã lấp lánh những đốm sao. Bỗng có tiếng hú vẳng lên mỗi lúc một gần, rồi từ trong bóng tối hiện ra một con sói sam sừng sững ngán đường. Người trắng mếu máo gọi mẹ. Sói sám cười man rợ và nhảy chồm đến. "Ôi!" Không phải tiếng ngựa trắng thét lên, mà là tiếng sói sám rống to. Một cái gì từ trên cao giáng rất mạnh xuống giữa trán, làm nó hốt hoảng, cứt đuôi chạy mất. Ngựa trắng mở mắt, thấy loáng loáng bóng đại bàng núi. Thì ra đúng lúc sói vồ ngựa, đại bàng từ trên cao đã lao tới kịp thời. Ngựa trắng lại khóc, gọi mẹ. Bàng vỗ nhẹ cánh dỗ dành: "Đừng khóc, anh đưa về với mẹ." "Nhưng mà em không có cánh." Đại bàng cười, chỉ vào bốn chân ngựa. "Cánh của em đấy chứ đâu. Nếu phi nước đại, em còn bay nhanh hơn cả anh nữa ấy." Đại bàng núi sải cánh, người trắng chồm lên và thấy bốn chân mình thật sự bay như đại bàng. Theo Thi Ngọc. Cô vừa kể cho các bạn xong câu chuyện Đôi cánh của ngựa trắng. Các bạn hay không nào? Câu chuyện gồm có 6 đoạn, ứng với mỗi đoạn là một bức tranh. Bây giờ các bạn hãy cùng nhau kể chuyện theo tranh nhé. Các bạn lưu ý khi kể chuyện thì các bạn cần kể với đúng với cái giọng kể của từng đoạn chuyện nha các bạn. Giọng kể chậm rãi nhẹ nhàng ở đoạn đầu, những giọng những từ ngữ ca ngợi vẻ đẹp của ngựa trắng, sự chiều chuộng của mẹ ngựa mẹ với con, sức mạnh của đại bàng núi. Và chúng ta sẽ cần kể với cái giọng là nhanh hơn, căng thẳng ở cái đoạn sói xám đình vô ngựa trắng. Và chúng ta cần kể với cái giọng hào hứng ở đoạn là lúc ngựa trắng đã biết phóng như bay. Nội dung của đoạn 1, mẹ con ngựa trắng quấn quýt bên nhau.
Nội dung của đoạn 2, người trắng ao ước có cánh để bay được như đại bàng núi và được cho lời khuyên. Nội dung của đoạn 3, người trắng xin phép mẹ được đi xa cùng đại bàng. Nội dung của đoạn 4, người trắng gặp sói xám và bị sói xám dọa ăn thịt. Nội dung của đoạn 5, đại bàng núi từ trên cao lao xuống, bổ mạnh vào trán sói, cứu ngựa trắng thoát nạn. Và cuối cùng là nội dung của đoạn 6, đại bàng sải cánh, ngựa trắng thấy bốn chân mình thật sự bay như đại bàng. Các bạn cố gắng kể chuyện theo tranh cho thật là hay nhé. Và nhớ kể cái dòng điệu cho phù hợp với từng đoạn của câu chuyện nha các bạn. Các bạn ơi, chuyến đi đã mang lại cho ngựa trắng điều gì? Chuyến đi mang lại cho ngựa trắng nhiều hiểu biết, làm cho ngựa trắng bạo dạn hơn, làm cho bốn vó của ngựa trắng thực sự trở thành những cái cánh. Chúng ta có thể dùng câu thành ngữ hoặc câu tục ngữ nào để nói về chuyến đi của ngựa trắng? Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Đây là một câu thành ngữ và một câu tục ngữ chúng ta có thể dùng để nói về chuyến đi của ngựa trắng. Các bạn học sinh khối lớp 4 trường tiểu học Trung Nhất vừa nghe cô kể xong câu chuyện đôi cánh của ngựa trắng. Các bạn ơi, chúng ta phải mạnh dạn đi đó đi đây mới biết, mới mở rộng tầm hiểu biết, mới mau khôn lớn, vững vàng nhé các bạn. Các bạn hãy cố gắng ở nhà tập kể câu chuyện này cho thật là hay. Chúng ta có thể kể chuyện cho bố mẹ và người thân của chúng ta nghe nhé. Chúc các bạn học sinh khối lớp 4 trường tiểu học Trung Nhất học thật là tốt. Mến chào các bạn.